Với xe đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream chia sẻ giao dịch của bản thân tôi trên thị trường về đầu tư Forex với những giá trị mà bản thân tôi phải dẫn chứng chứng minh vào trong thị trường giao dịch thực tế của bản thân mình. Chứ không phải ra bên ngoài là dùng TradingView hay là backtest ở trên thị trường để nói như đúng rồi, và tôi chưa bao giờ phân tích hay nhận định về các giá trị ở trên thị trường. Tất cả mọi giá trị ở trên thị trường về đầu tư Forex là những minh chứng thực tế của bản thân tôi đưa vào trong thị trường để cho cộng đồng và nhà đầu tư cùng nhìn nhận, đánh giá và thực tế, thực tiễn thấy rõ và có cơ sở để kiểm chứng về những giá trị này trên thị trường. Và bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex cần phải hiểu rõ và cần phải nhìn nhận, đánh giá rõ về những giá trị thực tế này của người đứng ra chia sẻ. Có như vậy chúng ta mới biết được là người đó có giao dịch được hay không. Trader Việt trên thị trường giao dịch Forex, rất nhiều kẻ không giao dịch được, song toàn nói bằng mồm, bằng mõm là bản thân bọn chúng giao dịch được như đúng rồi. Nhưng khi yêu cầu chứng minh các giá trị vào trong thị trường thực tế, kêu minh chứng các giá trị ở trên thực tiễn trên thị trường và cho chúng ta xem rõ những giá trị kết quả đó, thì tuyệt nhiên không một đứa nào dám chứng minh ngoại trừ bản thân tôi đang chia sẻ trên thị trường. Ai cũng có thể nói giao dịch được, nhưng bản thân các bạn thử nhìn lại xem những giá trị bên ngoài kia, có ai dám dẫn chứng cho cộng đồng và nhà đầu tư như bản thân tôi đang dẫn chứng chia sẻ các giá trị bằng những minh chứng thực tế của bản thân mình để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận, cùng đánh giá và thấy rõ về những giá trị này. Trên con đường mà bản thân chính các bạn đang trải nghiệm ở trên thị trường, các bạn cần phải hiểu rõ năng lực giao dịch, năng lực áp dụng vào trong thực tế nó khác xa với cả những nhận định bằng mồm, phân tích bằng mõm hoặc đưa ra xu hướng, đưa ra chiến lược ở trên thị trường. Đấy là điều mà cần phải lưu ý. Chúng ta vận dụng để làm sao tạo được ra các giá trị ở trên thị trường, đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận về bất kỳ một ai ở trên thị trường về đầu tư Forex này, mà bản thân bạn họ có năng lực thật sự hay không ở trên thị trường về đầu tư Forex thì phải dẫn chứng bằng giao dịch, dẫn chứng bằng các giá trị cụ thể ở trên thị trường là lịch sử giao dịch để chúng ta kiểm chứng về chính những giá trị đó, chứ không phải chúng ta tham gia vào để mà gì nhỉ? Chúng ta nhìn nhận với cả những giá trị mà nhà chỉ được nghe chia sẻ bằng lời nói, chỉ được nghe dẫn chứng bằng cái giá trị, bằng câu chuyện ở trên thị trường, thì xin lỗi nhà đầu tư, đó là những thằng chia sẻ đều trong cái thị trường về đầu tư Forex này. Trên con đường mà bản thân chính các bạn đang trải nghiệm là cả một quá trình dài, là phải luyện tập, rèn luyện. Và những giá trị dài này, chính các nhà đầu tư cần phải thấy rõ người đứng ra chia sẻ về kiến thức, phương pháp hoặc kinh nghiệm của bản thân họ trên thị trường. Họ phải là người áp dụng được vào trong thị trường một cách thực tế và tạo ra các giá trị lợi nhuận thật sự ở trên thị trường bằng chính những giao dịch của bản thân họ. Thì đó mới là những chia sẻ có giá trị và đó mới là cơ sở có giá trị ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Và tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang dẫn chứng, minh chứng vào trong thực tế, cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ. Và trong livestream này tôi gửi đến nhà đầu tư và để nhà đầu tư hiểu rõ. Một người giao dịch được thật sự đâu có ngại về va chạm bằng thực tế, và bản thân các bạn cần phải hiểu rõ. Chỉ có những thằng không giao dịch được mới cào phím dùng mõm trên thị trường mà thôi. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường.